Niu đê chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại cảng tàu cano Wimber Bay vào lúc 2 giờ trưa. Mình vừa mới làm thủ tục nhận phòng xong, họ sẽ đưa mình ra đây để khoảng 15 phút đưa qua bờ bên kia gọi là đảo Wimberland, còn được gọi là đảo Hòn Tre. Mình xui các bạn, mình đi vào tháng 9 năm 2022 thì cáp treo nó đang trong quá trình sửa chữa, cho nên bắt buộc mình phải đi tàu cano. Thì tàu cano ở đây bắt buộc phụ thuộc vào các bạn book khách sạn. Các bạn book khách sạn nào họ sẽ đưa mình qua cảng đó để đưa qua bờ bên kia. Mình thì ở miền Tây, mình lên vùng núi biển thì mình rất thích các bạn. Biển ở đây rất là xanh trong, hầu như các bạn thấy được tới đáy luôn nha các bạn. Rất đẹp các bạn ơi. Khi đến đảo Wimber thì có xe điện sẽ đợi sẵn đưa mình về tới khách sạn. Thì từ đây tới về tới khách sạn thì mất khoảng 20 phút. Một điều khi mình bước lên đảo Wimberland là rất là yên tĩnh và lãng mạn, không còn nghe được tiếng ồn ào của thành phố nữa và tiếng bóp kèn của động cơ. Đổi lại mình chỉ nghe tiếng xào xạc của gió khi thổi vào những cành cây và tiếng sóng vỗ ào ạt, rất lãng mạn và rất yên tĩnh. Ai mà thích yên tĩnh về đây là sống là ok luôn các bạn à. Thêm một điều nữa là khi mình bước lên đảo Wimberland này chỉ thấy lại có những người bảo trì ở đảo này thôi. Thì đặc biệt ở đây chỉ chạy xe điện thôi nha, không có chạy xe động cơ bằng xăng diesel nữa. Rất là yên tĩnh và thoải mái, rất đẹp, cảnh ở đây rất đẹp các bạn ơi. Đây là phong cảnh của trước khách sạn Wimber Bay. Còn dàn xe điện đó sẽ đưa mình đi cứ 20 phút có một chuyến đưa thì mình ra khu vui chơi. Cứ 20 phút là có một chuyến. Sau khi nhận phòng xong thì mình chuẩn bị tư thế để đi chơi, thì xuống đây sẽ có chiếc xe điện này đưa mình đi tham quan hoặc là đi chơi trên khu vui chơi của Wimber. Thì mình sẽ đợi thêm 10 phút nữa nhận phòng. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng mình cũng đã nhận được phòng. Phòng của mình là 103, lầu 10, view dòm ra biển. Giờ nhận phòng là 2 giờ chiều, được miễn phí một buổi buffet sáng, hồ bơi và phòng tập gym. Thì mình book trực tiếp với khách sạn thì nó rẻ hơn trên các trang mạng điện tử. Ví dụ như bạn book 3 vé nó 5.4 triệu, thì các bạn book trên các trang mạng điện tử thì khoảng 5.9 triệu đó. Trước mặt các bạn là vịnh biển của Nha Trang và khu vui chơi Wimber. Thì chút xíu nữa mình sẽ xuống hồ bơi trước mặt mình tắm, rồi mình ăn nhẹ chút, rồi chiều mát lại mình sẽ đi khám phá khu vui chơi trước để ngày mai mình đi đỡ bỡ ngỡ hơn. Vì mình muốn bật mí các bạn một điều này, khi các bạn qua bên Wimber là bên đây không có bán đồ ăn vặt, không có bán gì hết trơn các bạn, ngoài trừ nhà hàng ra. Nhưng giá ăn ở nhà hàng này rất mắc và mình nghĩ là chắc khẩu vị không hợp đâu, cho nên các bạn hãy nhớ mang đồ ăn lén theo. Có cái này mình thấy là mua được mà giá cũng phù hợp, đó là cây rút nước tự động được đặt trong khu vui chơi Wimber. Thì một lần rút gì từ 15 cho đến 45 ngàn. Trong cây rút nước đó gồm có như là bánh phồng tôm, nước uống. Mình thấy đó là rẻ nhất, các bạn đừng mua ngoài quầy nhé. Ngoài quầy như trái dừa các bạn mua ở bên đây thì 20, thì trong quầy đó thì 60 ngàn một trái. Nhớ cân nhắc điều đó trước khi đi. Mà mình nghĩ là trước khi đi qua Wimber thì hãy coi những người ta review trước cho đỡ bỡ ngỡ nha các bạn. Chào các bạn, hiện giờ mình đang có mặt tại khu vui chơi Wimber. Đọc cho rõ hơn nữa là khu Wimber.
Thì đặc biệt ở đây có những chú bồ câu rất dạng các bạn. Chúng rất là háo ăn. Bởi vì du khách ở đây thường hay mua đồ ăn cho chúng ăn á, cho nên là chú rất là dạng. Thì chỉ cần các bạn bỏ ra 10.000 thôi thì các bạn vụ chúng lại ăn, chúng gắt lại rất là đông. Lúc đó các bạn tha hồ mà chụp hình và quay phim nhé. Còn một điều này nữa, khi các bạn đến khu Winter chơi, các bạn nhớ đem theo dù và nón nhé. Vì ở đây thời tiết rất thất thường, có khi thì nắng quá, có khi thì mưa nữa. Cho nên mình chuẩn bị thì tốt hơn. Đây là phong cảnh của buổi biểu diễn Tata Show vào đêm thứ bảy và chủ nhật. Nhưng mình đi vào thứ năm thì nó không có biểu diễn, cho nên là rất tiếc. À, nó biểu diễn, nó hát múa đèn nữa. Sau một hồi bọn mình khám phá phía ngoài, nắng quá thì bọn mình trốn vào thủy cung. Thì thủy cung này nằm trong khu vui chơi Wimber. Trong này diện tích rộng rất lớn, nhưng mà mình không rõ là nó rộng bao nhiêu. Thì trong này chứa rất nhiều loài cá hiếm. Khi các bạn vào đây thì các bạn tưởng tượng như là mình đang ở dưới lòng biển vậy đó. Rất mát lạnh và rất nhiều loài cá để cho mình chụp hình và quay phim. Rất đẹp mấy bạn ơi. Đây là những video mà mình móc được trong điện thoại của vợ mình và con mình. Mình cố mình cắt ghép để thành một đoạn video cho các bạn xem. Mong các bạn xem và ủng hộ mình nhé. Một like và một đăng ký nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Tại vì mình quay cái video trong máy của mình và cái action 2 thì nó bị mất hết trơn rồi. Mình đã đến trong tập 2 rồi. Mong các bạn xem và ủng hộ mình thiệt nhiều. Mình rất cảm ơn các bạn. Sau một lúc bọn mình khám phá thủy cung xong và trời cũng mát dịu lại, bọn mình tiếp tục chơi thêm vài trò chơi cảm giác mạnh để câu thời gian. 7 giờ tối sẽ có buổi biểu diễn nhạc nước. Thì buổi biểu diễn nhạc nước này rất là hoành tráng mấy bạn ơi, và rất là đẹp luôn. Có nhạc hay lắm, nhưng mà bởi vì mình sợ bản quyền cho nên mình không có để tiếng. Sau khi xem buổi nhạc nước xong thì trời cũng đã khuya, bọn mình kéo về khách sạn nghỉ ngơi để sáng hôm sau chuẩn bị tinh thần đi chơi thêm vài điểm nữa. Thì sáng hôm sau mở mắt ra súc miệng xong thì dòm ra biển, trời chuyển đôi tối thui các bạn ơi. Mưa cho tới 10 giờ rưỡi trưa luôn. Trong khoảng thời gian này thì bọn mình kéo nhau đi ăn buffet sáng tại khách sạn. Thì buffet sáng tại khách sạn ở bên Wimber này mình book xong thì mình được miễn phí. Sau khi thưởng thức buffet sáng ở khách sạn Wimber thì nó rất là ngon các bạn. Đồ ăn rất là phong phú luôn, rất là nhiều. Mình review nhiều lắm, mình quay nhiều lắm. Với quay cái đoạn đi chơi sau ở bên Wimber này nữa. Mà video thì nó bị mất hết trơn rồi, cho nên là không up lên cho các bạn xem. Mong các bạn thông cảm. Ăn sáng xong, tụi mình kéo nhau đi chơi thêm vài điểm nữa, coi như là hết thời gian nha mấy bạn. Coi như kết thúc chuyến đi một đêm hai ngày tại đảo Hòn Tre Wimberland này. Tụi mình bỏ ra 6 triệu đi chơi cho 3 người, vậy là mình lỗ nha mấy bạn. Bởi vì mình lựa vào ngày tháng 9. Qua đây thì cáp treo nó đang trong quá trình sửa chữa không đi được. Qua tới đảo Wimberland này thì mình lựa ngay chăng ngày thứ 3. Không có buổi biểu diễn Tata Show múa đèn, mình cũng không có xem được. Và sáng ngày hôm sau mình dành mấy tiếng đồng hồ để đi khám phá và đi chơi thì bị dính đám mưa hết 4 tiếng. Buồn ghê luôn mấy bạn, mình không hên cho mấy. Nhưng mà hôm sau, dù sao mình cũng đã được đặt chân lên đảo Hòn Tre Wimberland này.
cũng là một niềm vui của mình. Mình muốn chia sẻ các bạn một điều vậy, là khi các bạn đi chơi á, thời gian rất quan trọng nha các bạn. Thời gian nó trôi rất nhanh, trôi nhanh hơn là lúc mình ở nhà rất nhiều. Cho nên các bạn có thời gian thì nên đi chơi từ 3 đêm cho đến 4 ngày thì mình được khám phá nhiều hơn. Nó ngộ lắm, xe qua xe lại là 3 tiếng, xe qua xe lại là chiều, xe qua xe lại là sáng. Nó trôi rất là nhanh, cho nên các bạn nhớ tranh thủ thời gian rất là quan trọng khi mình đi chơi, để không thôi mất thời gian là mất tiền. Cuối clip thì tụi mình lên chuẩn bị hành lý để quay về đất liền, để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp tục của tụi mình tại Đà Lạt. Thì các bạn xem video xong, các bạn nhớ ấn nút đăng ký và cho mình một like và bình luận tương tác nhiều. Mình xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc.